một hai ba tám bảy bốn. Em biết nổi cậu rồi, đi con mẹ rồi. Xích xa xích xa. Con mẹ với nhóc hồi máu ơi, cho hồi máu cái cây. Lên máu bạn ơi, má đỉnh vãi liền lên anh em, đỉnh vãi liền. Bao nhiêu lên nhiêu kêu rồi. Ủa đủ má nếu cập nhật hả? 1 2 3. Ủa đéo cập nhật anh em, chưa thống kê xong. Ở đủ nè, Discord con mẹ nó đấy, 2000 mấy thôi. Tụi mới tưởng cháy mà mình ra mình khèo mấy chiếc pháo của nó, mình khèo mấy chiếc pháo của nó anh em. Con mẹ mày, tình hình là nó đang phá cái lãnh thổ City 2 của Liên Minh mình đó, nó phá nè, nó phá lên nè, cái mình ngó ngó mình thấy mình chặn nó đệt. Con mẹ mày, chết cha mày. Ui mũi mày xạo mày. Nó lên nữa kìa anh em, đập chết cha mày, mẹ mày. Anh em thấy bốn pháo của tôi chưa? Còn mẹ em. Lên bạn ơi. Ui mấy con nhóc đủ mé mày luộc. Chết cha các bạn ơi. Kéo lên mày.
kiếm 500 kill nữa thôi. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi. Má xe mình mạnh vãi. Chưa chết xe nào, chạy. Chạy 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 chạy. Ê ê, lát 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 lát. Lát kéo đếm đi anh em. What the fuck. Canh thọc được pháo của nó ngon này. Pháo nó được bảo kê rồi. Được. Lên đây đi con mẹ mày. Chơi không? Thọc pháo luôn nè. Bắn. Dạ. Đủ má pháo trâu dữ vậy. Chạy. Má kéo à. À một bên của nó dưới này nè. Ủa một bên luôn. Ôi đồ má, mình đi mình thọc mấy con này ngon nè. Anh em ơi. Vô đi đụng má vô tắt clip coi 10 phút rồi, 8 phút rồi. Dài quá. Vậy sớm nấu nướng đâu nào à? Nó chờ đủ, nó kéo phải đầy nhóc nó mới đánh anh em. Má nè. Mấy bữa này nhà mình còn có 15% mà. Viết gì nói nữa. No rồi. No lắm rồi. Vô phòng rồi anh em. Yên lặng rồi. À, kéo SH lên tầng nè. Con mẹ. Đầu lò này chờ cái gì không biết nữa. Sửa sắp xong rồi nè, 3 phút nữa xong nè, vô đi. Gì đây? Tôi đang chơi trên
Điện thoại nên là có nhiều hạn chế lắm, mình quen chơi trên máy tính rồi anh em. Mình đang có dự định sẽ combat lại máy tính nhưng mà chưa nha anh em, từ từ mới về được. Với lại đang ở Đà Lạt sướng quá, về Biên Hòa nó nóng. Sai lầm, quân nó chưa kéo vô mà nó đã vô tầng rồi. Sai lầm của nó nè anh em. Nè coi mình giết pháo nó nè. Khi mà mình kéo xe M ra, nó sẽ tập trung vô xe M của mình. Nó sẽ bắn nhà mình chậm hơn. Mình sẽ lấy M để mình thí cho cái nhà của mình. Đụng má pháo trong dữ vậy. Đéo ổn rồi. Thôi lên đường. Mình phải tìm cách mình giết pháo nó trước để mà tốc độ nó đẩy nhà mình lâu hơn. Khi mà tốc độ nó đẩy nhà mình lâu hơn thì mình có thể giết xe tăng nó nhiều hơn. Anh em hiểu vấn đề cơ bản đó không? Trong rất nhiều livestream mình đã nói đến vấn đề đó rồi ha. Đó là điều cơ bản, anh em nào mới chơi thì nên nên để ý cái đó. Nè, do nó kéo quân nó lên quá ít nên là nó không ăn được nhà mình, thấy không? Rất rất là khổ. Đáng nhẽ nó phải tập trung nó đẩy nó ủi một cái thì nó ăn được. Thấy không? Ngu vãi lìn. À, cái gì đây? Con mẹ mày. Ừ, đúng đâu chưa có thông báo, chưa có cái thông báo đó. Đây 1.000 mấy kill nè. Pháo đục tăng của mình là ăn nhiều nhất, chưa chịu chết luôn. Pháo đục tăng của mình giết nhiều nhất tại vì nó lấy SH, nó lấy xe tăng nhiều lắm. Nó dùng xe tăng nhiều. Hai đợt mà nó ăn không nổi nhà mình anh em à. Pháo bay giết 300 mấy. Ho ho. Sao nữa? Bỏ cuộc à? Các bạn bỏ cuộc à? Mới có chút xíu đó mà các bạn đã bỏ cuộc rồi. Thôi tình hình chiến sự chỉ có nhiêu đó thôi. Hẹn gặp lại anh em ở clip khác nha. Để coi nó kéo đợt nữa lên để mình quay tiếp, mà đợt nữa chắc mình bay nhà rồi. Hết vui rồi ha. Hết vui rồi. Quýnh mấy thằng nhỏ này vui lắm. Tội gì phải quýnh mấy thằng boss, thấy không? Quýnh mấy thằng nhỏ này vui nè. Đó. Không con nào ba hại luôn. Đây kéo, nó đã kéo tiếp lên nè.
trước thì 1.000 quân giết cỡ 500 quân là nhiều đúng không? Giờ mình 8.000 quân mà mình giết có 3.000 mấy cũng đâu có nhiều đúng không? Đâu có nhiều lắm đâu. Bây giờ tôi kéo xe ra tôi đâm xe nó hả anh em? Để mình coi cái đội hình này mình có nên là bố trí lại tướng không? Con tướng này là tướng thủ đúng không ta? Sát thương binh lính khi đồn trú đúng rồi nè. Đồn trú thì mình gắn cho đồn trú đi. Mình muốn thục chết xe tăng đó mà. Càng sớm càng tốt. Đó. Tại vì sao? Tại vì con tướng mũ trắng này á, nó thủ khỏe, nó có cái skill để thủ mà. Nên mình gắn vô con đục tăng của mình để mình đục cái xe tăng SH của nó nhanh hơn ha. Nè. Như này là anh em đã thấy là sức mạnh của nó rồi, nhưng mà nó là chiếc thứ hai nè, chiếc đục tăng thứ hai nè. Thì mình gắn thêm con tướng vô để nó khỏe hơn. Khỏe hơn nữa. Đó nè. 18 triệu ha. Meta này xài đục tăng vẫn ngon lắm ha. Tôi canh tôi móc pháo nè anh em. Kéo kéo kéo. Mình tẻ được mấy viên pháo này của nó cũng đỡ đi. Tại vì nó kéo xuống một đợt nữa là nó ăn, kéo lên đợt nữa là nó ăn nhà mình. Mình hết hết chơi được. Với lại cái chiến thuật mình dùng xe mình cà khịa nó để mình quấy rối. Quấy rối sẽ có những thằng nó tức, nó kéo quân lên, nó sẽ vỡ đội hình của nó, hiểu không? Nó kéo quân lên để nó dí mình á, rồi nó sẽ vỡ đội hình của nó. Tại vì cái tính cộng đồng, cái tính mà nhất quán, phải gọi sao ta, cái tính hợp tác trong cái game này nó bị hạn chế bởi khả năng giao tiếp giữa người với người. Cho nên là khi mà mình quấy rối nó rất là khổ. Nó sẽ, cái chiến thuật chơi quấy rối nó sẽ luôn tốt ha. Xuống đây đi, xuống đây rồi bắn. Tại vì mình không muốn cái pháo ở trên này nó bắn nè. Cái con pháo 8 của nó đang nhắm mình nè. Mình không muốn. Mình né nè. Giết luôn. Chạy. Mình có thể solo được với cái su cái xe đục tăng của nó, nhưng mà nó có xe pháo ở kia rồi, nó chặn mình. Thôi thua máu nó. Thua máu, mình thấy kèo mình không ăn được, bỏ. Hello anh. Giờ anh vô nhà luôn anh. Hôm nay có một trận đấu. Hả? Hôm nay á hả? Hôm nay mùng 14, ngày 14. Này. Ừ. 11 giờ đêm. Vậy là có sớm như qua thì còn bán à. À, xem trận đấy là gì đấy? Ba Lan với Slovakia. Tại này có
02. Vâng. Căn cứ điểm Ruby đã bị liên minh ONIS phá hủy. Nó đã đục một cái miếng đất ở dưới nè. Miếng ở đây nè, nãy ở đây nè, anh em nhớ không? Thôi lỡ rồi, mình chờ nó ủi nhà mình luôn nha anh em. Ủi nhà mình đi luôn. Chờ nó luôn. À, mày xe lẻ hả? Ôi, nãy giờ quên mua. À, mình phải đảm bảo là mình có lực lượng nó tròn quân nhất, nó đầy đặn nhất để mình bắn nó, mình giảm hao hụt của mình. Nên là mình phải đầy quân thì mình mới quất nó. Chạy đi. Thật ra mình đã chặn ở đây 30 phút rồi. Tại vì cái clip trước á, nó bố trí cái đội hình của nó mất 8 phút để nó đánh mình á, mà mình quay rồi. Nhưng mà mình đã cắt đi rồi. Là nãy giờ mình thủ nửa tiếng ở đây anh em. Mình hồi được full cái máu của cái miếng đất này. Tại vì sao nó đốt miếng đất này trước? Tại vì cái lãnh thổ của nó đây nè, anh em thấy không, nó nối nè, đó, nó nối với cái miếng đất này thì nó phải đốt được miếng đất này thì nó mới đốt được cái miếng đất này, xong rồi nó mới đốt lên được cái miếng đất ở trên này đó, rồi nó đốt dần lên đây. Đây có một người hồi nè, đó, cũng có một người hồi nữa. Ai không biết sao nó đốt được miếng này ta. Má điều khiển bằng hai ngón tay bực quá. Đó, chỉ cần vài người có chiến thuật là có thể là ngăn chặn một đợt tấn công của mình, coi như là một nửa liên minh luôn. Đó, mình full nè, giờ mình có thể cấu rẻ nó nè. Tại vì nhà của mình đang hết máu nên mình phải tận dụng những sức mạnh mà mình có. Ví dụ như một chiếc xe tăng chẳng hạn. Mình sẽ gây phiền nhiễu cho nó ở ngoài phạm vi cái nhà mình. Thôi. Mất 4 xe. Đó nè, pháo này nó đang hớ hên nè, mình sẽ canh cơ hội mình xuống mình đâm nó. Cái này là cần tốc độ, cho nên là những xe mà xe chạy càng nhanh thì càng có lợi thế. Những trường hợp này đó, nó biết là nó kéo xe xuống nè, thấy không? Nó đứng ở trên là mình sẽ đâm nó đó. Vậy cả lồn clip gần nửa tiếng rồi anh em. Thật ra tôi cũng muốn livestream chơi lắm, nhưng mà nó bị giới hạn phần cứng rồi, mạng miết. Nó cũng có vấn đề, nó không có tốt nên là tôi không livestream. Không có đồ chơi đủ. Tương lai thì sẽ có, nhưng mà chưa xác định được ngày nào hết. Con mẹ nó kéo lên nó đẩy cái đi ngủ, tắt clip rồi.
Nó sắp lên rồi đó, nó sắp lên rồi đó. Mình kéo zoom ra mình kiếm mấy xe lẻ nè anh em, đó. Mình đang có thể ăn được mấy chiếc này. Nhưng mà cái thế này, anh nhìn em nhìn cái thế, nếu mình bọc sang phải á thì nó quá gần với cái nhóm bên trái, nó có thể nó kéo qua rất là nhanh và mình rút sẽ không kịp, cho nên mình sẽ không đi xuống. Mình sẽ không kéo xuống, mình ăn cái đám này. Đó, cái đám này mình ăn lẻ rất ngon đó, nó lẻ tẻ từng pháo nè. Nhưng mà cái thế, mình nhìn cái thế với lại mình có thể thấy là cái nhóm bên trái nó có thể kéo qua bất cứ lúc nào rất là nhanh, hoặc là nó lên nó đâm nhà mình luôn. Thì nhà mình á, nếu mất một xe nó cũng đã hao hụt cái khả năng chống chịu. Với lại nếu mà nó kéo qua nó chặn xe mình á, mình rút về không được. Mình nhìn cái thế mình tính toán được như vậy, anh em hiểu không? Nhưng mà nói ra thì nó hơi hơi lôm côm. Đây đây đây, pháo nè, nó đang hớ hình nè. Mình đục pháo nó. Mình coi con pháo nào yếu nhất. Đây, chính xác là con pháo gần nhất cũng yếu nhất luôn. Quất. Mình ăn đổi pháo nữa mình chạy về. Vậy thôi. Mình mất 2 chiếc thì nó mất khoảng đâu đó 10 chiếc đúng không? Đó. Sợ liền. Bọn này nó đánh đủ mà nó kỹ quá đi. Còn có 3% mà. Lên nè, lên nè. SH à. Nè. SH nè. Đồn chú liền. Chạy về, chạy về. Đụng má đông quá. Vô. Đây là chiến thuật lợi dụng. Lợi dụng hắc quả ha. Ngu nè, đủ má mày. Mất đội xe nè. Thấy không? Thằng này còn non lắm anh em mà. Thấy không?
Em thấy nó mất đôi xe với mình không? Coi có report chưa? Chưa có report. Pháo nó, ăn pháo nó anh em. Nó điên rồi, giờ nó kéo qua nó quất mình nè. Owen mình nè. Trước khi bể nhà, mình sẽ di chuyển xe ra ngoài. Đấy, nó sẽ không ăn được xe nhà mình. Ô, có bồ ra, có bồ ra. Thôi chạy. Hồi nãy cái clip kia là 8 phút. Mình bắt đầu mình nhảy vô cái miếng đất đó. Clip này 32 phút, nghĩa là mình chặn nó 40 phút. 40 phút mà anh em tưởng tượng, chỉ cần 5 thằng như mình thôi là nó mất một buổi rồi. Mỗi thằng chia nhau cỡ nửa tiếng chặn là nó mất một buổi rồi. Mà một buổi đó quân số của nó sẽ giảm dần, giảm dần lại. Tại vì nó không thể tập trung một đám cỡ 10 thằng trong vòng một buổi được. Rất là hiếm, rất ít khi đó là cái cỡ sao ta, một cái mức độ chơi game của mỗi người sao ta. Mình không thể tập trung một nhóm đủ lâu và đủ khỏe để mà mình sẽ tận dụng những cái đó để mình defend ha anh em. Cái này nó thiên về tư duy rất là nhiều, cho nên là giải thích bằng lời thì nó hơi bị giới hạn một chút xíu. Mình bay đi đâu mẹ nè. Hồi nãy mình nhảy ở dưới này nè. Nãy có một ông nhảy vô đép nè. Ông nào? Ông này là ông nào đây? Có máu mặt không? Để coi có máu mặt trong Fury không? Ai đây? Briston Budapest, bộ trưởng phòng thủ. Mình bây giờ mình đéo có một cái chức vị nào hết, cho nên là mình không có một cái búp nào hết. Nó cũng bị giới hạn lắm. Hồi nãy anh em nhớ là 123 870 đúng không? Mạng tiêu diệt 123 là bây giờ nãy giờ tôi giết được 5.000 mấy kill. Trong vòng gần 1 tiếng 5.000 mấy kill. Nếu mà so với địch thời trước thì khoảng 800 quân. 800 quân thì cũng không nhiều lắm đâu. Ông này nãy ông đép dở quá. Ông ra trễ nữa. Đó, 500. Hello. Thấy. Chị có về không? Về bển chắc bị bắt nhậu quá. Không có nhậu. Không nhậu à? Ai đâu mà nhậu. Ăn cơm chưa thích nhậu gì. Mà đâu có gì đâu mà nhậu. À. Bữa nay con cúng năm tháng năm con cúng chè xô với lại cô xào ít đồ có nấu có luộc con gà đó mà. Nấu một lô bún dọc một để ăn cả nhà. Sớm
Bye bye anh em nha. Kết thúc.